Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng, người đoạt giải gương mặt thể thao của năm tại giải thể thao Cống Hiến 2024, sẽ tham gia thi đấu tại Olympic Paris 2024 với mục tiêu vào chung kết nội dung 800m tự do. Tại Olympic lần thứ hai, Hoàng sẽ tranh tài ở hai nội dung chính, 1500m và 800m tự do. Anh đặt mục tiêu vượt qua chỉ số cá nhân để có cơ hội vào chung kết. Sau chương trình tập huấn tại Hungary, Hoàng và đội ngũ đã hội quân với đoàn thể thao Việt Nam từ ngày 26 tháng 7. Ban huấn luyện đánh giá tinh thần của Hoàng ổn định và anh quyết tâm vượt qua chính mình tại Thế vận hội lần này. Trong số 16 vận động viên Việt Nam tham dự Olympic Paris, Hoàng là một trong những người được tập huấn chuyên sâu tại Hungary. Đội bơi Việt Nam đã sử dụng cơ sở này để chuẩn bị cho SEA Games 31, SEA Games 32 và ASEAN 19. Hàng ngày, ban huấn luyện theo dõi sát sao quá trình tập luyện của Hoàng với các chỉ số và tâm lý của anh thể hiện tốt. Để đạt chuẩn dự Olympic và giành huy chương đồng tại ASEAN 19, Hoàng đã trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao chia sẻ rằng, khối lượng tập luyện của Hoàng có thể so sánh với chiều dài Việt Nam. Hoàng không chỉ nổi bật với thành tích xuất sắc mà còn là tấm gương về ý chí và tinh thần vượt qua giới hạn. Hy vọng anh sẽ phát huy tối đa năng lực và đạt được vé vào chung kết ở cả hai nội dung sở trường. Nghệ sĩ Bùi Văn Tự vừa giới thiệu bộ sưu tập Dấu chân người lính, khát vọng hòa bình, khắc họa hình ảnh người lính Cụ Hồ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là dự án kết hợp giữa điêu khắc và ánh sáng cố định, tạo ra những hình ảnh độc đáo qua phần bóng của vật thể. Bộ sưu tập gồm 7 tác phẩm, trong đó có hình ảnh của những người lính, chiến sĩ và thông điệp về hòa bình. Nghệ sĩ sử dụng các nguyên vật liệu gần gũi như ba lô, mũ tai bèo, dép cao su và nổi bật là hình ảnh bông hoa phượng đỏ, biểu tượng của trái tim và khát vọng tuổi trẻ. Theo đó, tác phẩm Máu hoa đỏ ấn tượng với hình ảnh bông hoa phượng. Khi ánh sáng chiếu vào, hình ảnh chàng sinh viên đọc sách chuyển thành người lính cầm súng, tượng trưng cho sự chuyển giao từ hòa bình sang chiến đấu. Một tác phẩm khác sử dụng súng AK và bút để tạo hình ảnh chim bồ câu biểu tượng hòa bình. Nghệ sĩ Tự giải thích rằng, khi xưa những người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc, còn thế hệ trẻ hôm nay cầm bút để học tập và xây dựng đất nước. Với tác phẩm khắc họa chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, lại là một cánh chim bồ câu trên khúc gỗ, khi ánh sáng chiếu vào, hình ảnh của liệt sĩ và cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 hiện ra. Tác phẩm này là một trong những tác phẩm nghệ sĩ Bùi Văn Tự tâm huyết nhất, đòi hỏi anh phải nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc đời các anh hùng liệt sĩ. Một tác phẩm khác được nghệ sĩ tái hiện nổi bật là tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Khi ánh sáng chiếu vào các khối gỗ, lần lượt xuất hiện hình ảnh cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng, bản đồ Việt Nam và Bác Hồ. Hình ảnh cuối cùng là Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, một biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được tái hiện bằng những khúc gỗ mộc mạc, nhưng khi có ánh sáng, tạo nên bức tranh thủy mặc, đồi núi, trùng điệp. Tại Olympic Paris 2024, nữ vận động viên Việt Nam Phạm Thị Huệ đã thi đấu xuất sắc để giành quyền vào tứ kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing. Tuy nhiên, do xếp thứ tư lượt năm tại vòng loại, nữ vận động viên Việt Nam phải tham dự vòng tranh vé phớt vào chiều 28 tháng 7. Phạm Thị Huệ được xếp vào nhóm 1, thi đấu cùng với 4 vận động viên khác gồm Gonzalez Joaquin Evidelia, Nicaragua, Cobas Garcia Jariovis, Cuba, Dengako Johnny, Philippines và Komlanvi Akoko, Togo. Trước các đối thủ không quá mạnh, Phạm Thị Huệ đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Tay chèo sinh năm 1990 sớm vượt lên nhóm dẫn đầu và liên tục bám đuổi Johnny Degago của Philippines. Phạm Thị Huệ giữ được sự ổn định và cô kết thúc 2000m với thành tích 8 phút 0 giây 97. Xếp thứ nhì lượt đấu sau Degago Johnny 7 phút 55 giây. Với kết quả này, Phạm Thị Huệ đã giành vé vào tứ kết nội dung thuyền đơn hạng nặng nữ Olympic Paris 2024. Vòng tứ kết dự kiến diễn ra lúc 14 giờ 55 phút ngày 29 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Phạm Thị Huệ là tay chèo kỳ cựu của đội tuyển rowing Việt Nam. Cô có tới 3 lần giành suất dự Olympic. Tuy nhiên, 2 lần trước cô lỡ hẹn do quy định của ban tổ chức. Lần này, tay chèo quê Quảng Bình đã tiếp tục xuất sắc giành vé và chính thức có lần đầu tiên tranh tài tại Thế vận hội.